Nam mô A Di Đà Phật. Chót đã quy y giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, mong nhờ đuốc huệ soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm say. Đắm say một phút cõi lành xa, sớm tỉnh trì tâm trong quỷ tà, dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui dậy xem hồi hồi long qua. Kính thưa quý vị, tiếp theo là chương trình thuyết giảng phần 2. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên ban phụ trì Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đến từ xã Tân An, thị xã Tân Châu, phụ trách thuyết giảng đề tài Đạo mà biết mùi thơm bát ngát, rước bụi trần mạnh lạ thay ai, chữ Nam Mô trì giái giữ chay, chay được tánh, chay tăng mới quý. Trích trong bài Sa Đéc mà Đức Huỳnh Giáo Chủ viết đêm rằm tháng 4 năm Canh Thìn. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng đồng đạo, kính thưa đồng đạo Lữ Văn Thư, là trị sự viên trung ương, cũng là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo, đồng đảm trách chương trình thuyết giảng ngày hôm nay với chúng tôi. Kính thưa đồng đạo Phạm Văn Đưa, là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo của xã Hiệp Sương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị trong ban quản tự Hiệp Hòa Tự, quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Phú Tân đồng để tham dự. Kính thưa quý vị là phong hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa quý vị đại diện cho các tổ từ thiện nhân đạo, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Chúng tôi cũng như đồng đạo Lữ Văn Thư cũng được sự phân công của ban phụ trì giáo lý ban trị sự trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này, để cùng nhau chia sẻ qua những lời châu ngọc tổ thầy, qua các cái phương pháp tu hành, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta sẽ thăng hoa vào cái lộ trình giác ngộ giải thoát. Vậy thì lời nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính, cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thì giờ đây đến phần luật của chúng tôi, thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ qua bốn câu giảng mà vừa rồi thì đồng đạo xuất ngôn viên cũng đã có giới thiệu. Đạo mà biết mùi thơm bát ngát, rước bụi trần mặn lạc thay ai, chữ Nam Mô trì giái giữ cai, chay được tánh chay tâm mới quý. Cho nên đời tu của mình thấy như vậy cho thực sự rất là khó. Chúng ta tu hành thế nào đó mà bị thiên hạ đánh giá chúng ta thấp quá, hoặc giả là người ta không hài lòng với những cái cách cư xử của mình trong cái phương diện làm ăn, trong cái phương diện đối đãi, trong cái tình làng nghĩa xóm, thì đó là những cái điều mà mình nên xem lỡ mình đồng đạo. Bởi vì với những cái giáo trình cũng như những cái pháp tu mà Đức Thầy chúng ta dạy,
thì đều có một cái nội năng để cải sửa con người chúng ta trở nên thánh thiện, trở nên tốt đẹp. Mà ngày giờ này mình là người tu mà mình không được thánh thiện, không được tốt đẹp, thì tốt nhất là chúng ta nên xem lại cái lịch sử trong quá trình hành đạo của mình như thế nào, để mình kịp thời uống nắng, chỉnh sửa. Tuyệt đối người tu chúng ta là phải dẹp cái bản ngã. Cho nên nếu như ngày hôm nay mình tu mà mình còn quá nhiều cái sự chấp ngã, thì coi như là chúng ta bỏ công mà không hưởng được cái gì cả. Giống như đồng đạo Lữ Văn Thư vừa nói hồi nãy, cái nội hàm bài nói chuyện đồng đạo Lữ Văn Thư thì thật sự cái mục đích rốt ráo là không ngoài cái ý mà tôi vừa nhắc, tức là dẹp cái chấp ngã. Quý vị thấy như vậy cho thật sự là theo cái quá trình mình nghiên cứu nhiều kinh sách, thì thật sự là cái mình sợ nhất đó là chấp ngã. Bởi vì cái chấp ngã mà nếu chúng ta còn là không bao giờ chúng ta đắc được cái lậu tận thông, cái thần thông sau cùng để chứng thành cái thánh quả là hán. Dầu rằng mình trường trai đoạn dục, không còn một cái móng khởi nào trong tình dục, không còn một sự ham muốn nào trong danh lợi luôn cả tình, nhưng mà chúng ta vẫn còn tồn tại tiềm ẩn ở trong nội tâm của mình, đó là cái sự chấp ngã. Do đó cho nên hôm nay muốn tiến hóa vào lộ trình giải thoát thì đây là những cái mà chúng ta cần thực hiện. Nếu mình thực hiện được điều này thì bản thân chúng ta mới được danh thơm tiếng tốt, rồi từ bản thân chúng ta được danh thơm tiếng tốt thì đạo chúng ta cũng từ đó mà phát vương, từ đó được phát triển. Và thầy chúng ta cũng vậy, nhờ những cái đó mà thầy chúng ta cũng hãnh diện, bởi vì có nhiều môn nhân đệ tử là những người xuất chúng, những người tu hành được xã hội có một cái cảm tình đặc biệt, là để rồi mọi người nhân đó mà thực hiện theo giáo lý của thầy đúng như cái hoài bão của ngài. Cho nên muốn làm các điều đó thì theo tôi nghĩ bốn câu giảng ngày hôm nay sẽ trang bị cho chúng ta những cái kiến thức, rồi cộng thêm cái pháp phương pháp hành đạo, thì mỗi đồng đạo chúng ta sẽ trọn vẹn trong đời tu của mình. Mà chúng tôi sẽ chia sẻ qua 28 từ này. Như vậy thì yếu tố căn bản 28 từ này, cái ý đầu tiên là chúng ta phải khai thác cái chữ biết như thế nào mà Đức Thầy dạy đạo mà biết. Đạo phải biết mới được. Còn nếu mà hôm nay chúng ta trở lại với đạo mà chúng ta không biết thì sẽ biết chúng ta là cái người tu mù, không đạt kết quả. Và đồng thời khi biết, đó là những cái tri thức mà chúng ta nhận định, rồi từ đó các yếu tố căn bản cần phải có, đó là Nam Mô, rồi trì giới, rồi giữ chay. Thì đây là những cái pháp tu then chốt ở trong đời tu của mình. Mà hồi nãy thì đồng đạo Lữ Văn Thư cũng đã có nói rất là nhiều. Như vậy thì thật sự nếu hôm nay chúng ta tu mà đồng đạo không niệm Phật, đồng đạo không quy y, đồng đạo không ăn chay, đồng đạo không giữ giới, thì coi như là chúng ta chưa có tu. Hay mình có khẳng định với nhau như vậy đồng đạo. Và đồng thời cũng có những người đã ăn chay, đã niệm Phật, đã quy, đã là phải nói rõ là giữ giới, nhưng mà trong cái quá trình đó nhiều khi chúng ta làm chưa đúng, hoặc là chúng ta bị bắt cặp làm không kịp theo lời thầy dạy. Tôi nói ví dụ bây giờ về giới luật có thể đưa ra 1.000 điều trong 85 cấm, mà nhiều khi chúng ta làm được một phần, chúng ta làm được 1/10 hoặc là 2/10, như vậy là không được rồi, chúng ta phải không kịp đó. Rồi cũng có một số người làm hốt luôn, có nghĩa là hốt luôn rơi vào cái chỗ bảo thủ làm dư đó. Bởi trong đạo chúng ta hiện nay cũng có một tiểu số đồng đạo mình do cái sự nhận định thế nào đó mà cũng có những tiểu số chúng ta thực hiện dư, thì như vậy là cũng không đạt được kết quả. Và đặc biệt nhất là ngày hôm nay chúng ta sẽ khai thác về cái khái niệm về tâm chay, tánh chay như thế nào. Bởi vì ăn chay kỳ khác, ăn chay trường khác, tâm chay khác, tánh chay khác. Chứ không phải ai ăn chay cũng đều có tâm chay, tánh chay. Nhiều khi có người không ăn chay người ta vẫn có tâm chay, tánh chay. Rồi nhiều khi mình ăn chay mấy chục năm nhưng mà tâm tánh của mình nó chưa được theo một cái hệ thống hóa của giáo điều mà Đức Thầy đã dạy, thì như vậy chúng ta cũng không đạt kết quả.
Cho nên mọi thứ ở trên đời này đồng đạo nhớ đây là phương tiện. Thân này cũng là phương tiện. Cúng lạy niệm Phật, ăn chay, giữ giới đều là phương tiện. Cho nên mình phải nắm vững cái phương tiện này, để chúng ta ngoài cái việc nhận định về sự, mình cần phải đạt đến lý đạo, thì có như vậy chúng ta mới phát triển trên đường tu của mình. Thì đó là các cái ý mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Vậy thì Đức Thầy dạy là đạo mà biết mùi thơm bát ngát. Vậy thì trước tiên chúng ta định nghĩa từ ngữ trước, rồi sau đó thì mình sẽ tìm hiểu một số cái ý tưởng để chúng ta hành đạo thế nào đó. Vậy thì đạo, đây là nếu nói về đơn tự, cái nghĩa chữ đạo thì nó gồm có ba nghĩa. Nhưng mà tôi thì tôi định nghĩa nó bốn nghĩa. Đó là một nghĩa là ý của mình. Có nghĩa là cái nghĩa thứ nhất đó, đạo là con đường. Có nghĩa là hôm nay đi theo một mối đạo mà chúng ta đang đi trên một con đường. Mà điều này Đức Thầy cũng xác định đạo là vốn thì cái đàn ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Cho nên hôm nay đạo là một con đường. Thì con đường này quý vị biết rằng nó không phải là lúc nào bằng phẳng đâu. Cho nên Phan Bộ Châu cho biết rằng quý phỏng đường đời bằng phẳng cả anh hùng hào kiệt có hơn ai. Còn Đức Thầy chúng ta dạy rất là gọn mà dễ hiểu. Ta bước bước đường gặp nẻo chóng, mà không nản chí với đau lòng, dắt chiều nhân loại câu quyền bí bổn đức dạy đời rằng á đâu. Cho nên cái con đường đi này thì có thể dài, có thể ngắn, có thể dễ, có thể khó. Và con đường thì đồng đạo đã nhớ kỹ, nó có rất là nhiều cái ngã rẽ. Mình chưa đi tới, mình chưa biết như thế nào. Nhưng mà khi đi đến cái ngã rẽ, ở một cái ngã ba, một cái ngã tư, thì lúc đó nó đòi hỏi chúng ta cần phải có cái nhận thức. Con đường mình đi là đường thẳng. Như Đức Thầy dạy là cứ một đường thẳng bẳng mà mơi ôi chừng đó mới là hồn nhiệm. Con đường mình đi Đức Thầy đã dọn sẵn rồi. Nay rừng bụi có người mở ngõ thì noi theo dấu thỏ đàn dê. Tức là dấu thỏ đàn dê là chỉ cho những cái con đường hiền lành không đó. Bởi vì trong động vật học đó, con thỏ và con dê hay con vật hiện. Cho nên ngày xưa những người mà đi trong rừng, người ta thường đi theo dấu thỏ đàn dê. Bởi đi theo những bước chân con này là chắc ăn à, không có bị tai nạn. Mà đi theo bước chân của gọi là con hùng, con beo, con sói là nguy hiểm. Phải không? Cho nên hôm nay Đức Thầy dụng sự đạt lý chỗ này. Cho nên dấu thỏ đàn dê là cái dấu thỏ là đường hiền lành. Đường này chúng ta rất là an toàn, nguy hiểm. Cho nên bên cạnh đó cũng có những cái con đường hùng beo, tai tượng, bộn bề. Vì vậy cho nên nếu đồng đạo chúng ta tu vào thời kỳ này, nếu đó cái nghĩa của chữ đạo mà con đường này đó, mà đồng đạo chúng ta thiếu chánh kiến, thiếu học Phật, ít dự thuyết giảng, là đảm bảo đồng đạo khi nào gặp cái ngã ba thôi, chúng ta bắt đầu là mình phân vân. Đường chính không đi, đi con đường phụ. Đường chính đi được gặp thầy, mà đường phụ thì gặp má. Phải không đồng đạo? Mà ngã ba đỡ nha, mà đến ngã tư, ngã năm, ngã bảy rồi đồng đạo thấy nó còn khổ sở biết chừng nào nữa. Hồi nãy tôi nghe đồng đạo Lữ Văn Thư nói về ma tà yêu quái, tôi sợ lắm, bản thân rất là sợ thật sự. Cho nên nhiều khi đồng đạo thấy rõ con đường chúng ta đi rất là gồ ghề trong trên, rồi chưa nói ổ gà nó đang nằm ở trong, đang đi ngon chớn sụp ổ gà cái mang một chứng bệnh, coi chừng nghỉ tu đồng đạo khó lắm. Cho nên giờ này đồng đạo chúng ta nhất là mình sống trong cái thời kỳ này, tức là thời kỳ mà Đức Thầy xác định rằng đó, thời kỳ mà lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Sống trong thời kỳ này chúng ta cần phải nương theo cái đèn trí tuệ của Đức Thầy để chúng ta đi theo con đường đó đi về cực lạc. Còn nếu sống trong thời kỳ này đồng đạo rời giới Đức Thầy, rời tôn chỉ của Thầy, thì coi như là chúng ta đi theo con đường tống. Đây là cái trọng tâm nhất mà cái con đường mà tôi muốn nói chỗ này. Rồi cái nghĩa thứ hai của chữ đạo là bổn phận. Hôm nay một con người theo một mối đạo nào đó, thì người đó cần phải làm tròn cái nhiệm vụ, cái bổn phận của mình đối với mối đạo mình theo, đối với những cái trách nhiệm mà thầy tổ đặt để. Mỗi mối đạo trên thế gian này, đạo nào cũng tốt cả. Mỗi mối đạo đều có một cái giáo lý đặc thù, đều dạy môn nhân đệ tử về các cái phương pháp hành trì. Có cái giống nhau, có cái không giống nhau, thì đó là do cái điều kiện đặc thù của mọi tôn giáo, mọi vị giáo chủ, mọi cái định hướng, và phải nói là do cái duyên, cái căn cơ trình độ, bởi vì chúng ta không giống nhau.
Cho nên thật sự là phải có nhiều tôn giáo như vậy. Tôi là cái người học Phật giáo hoàn hảo thì tôi thuộc là Phật giáo hoàn hảo. Thật sự quý vị nha, bên nội tôi á, bà nội tôi cũng có chùa, ông nội tôi cũng có chùa. Mà nếu hồi đó mà tôi xuất gia, tôi giờ đó là một chủ trì một cái chùa đó, ít nhất cũng từ thượng tọa, chứ không phải là tín đồ Phật giáo hoàn hảo đâu. Nhưng mà cái duyên, thật sự là mình suy nghĩ như khi tôi nằm lên, tôi gắt tay chát, tôi cười. Thật sự tôi có duyên cái thầy biết niệm đạo lắm. Mình cái gốc là thiền lắm mà. Vì vậy cho nên từ đó mình đã suy nghĩ ra là mọi cái trên đời này đều tốt cả. Nhưng mà cái gì cũng là nhân duyên. Cho nên hôm nay người ta tu theo đạo mình cũng tốt, mà người ta không tu theo đạo mình cũng tốt. Chỉ cần ta làm hiền làm lành là được rồi. Sợ nước làm hung làm dữ là không tốt. Tức là mình phải phá vỡ cái ranh giới đó. Chứ không phải ăn tu theo tu, tôi thương anh tu đã khác, cũng thương anh không có. Thì mình là người tu là phải hải hà, phải quản được như vậy. Và đồng thời thì mỗi tôn giáo như vậy đều có một cái bổn phận, một cái trách nhiệm. Cho nên hôm nay khi tu đạo Phật giáo hòa hảo thì Đức Thầy dạy rất rõ là phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm cái chân tánh của mình. Do đó cho nên hôm nay chúng ta phải hiểu cái phận sự. Cái đạo là trách nhiệm, bổn phận, phận sự. Thì chỉ cần làm đạo kinh qua một đoạn giảng mà Đức Thầy dạy trong bài Không Buồn Ngủ là chúng ta hiểu cái nghĩa chữ đạo liền. Kính thưa đồng đạo, đạo tôi chú chặt gìn câu trung thị, đạo thầy trò khắc cốt với nghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội công cùng ngoại tổ với cậu gì, thêm kính nhường anh chị kẻ cố chi, mắt chặt thấy lũ gian phi xảo trá, đạo bè bạn bất phân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắc tá mãi bền gan. Kính thưa đồng đạo, đó là bổn phận đó. Mà nếu chúng ta không quán triệt được cái bổn phận này thì coi như là đạo chúng ta không đạt kết quả. Đường tu không đạt kết quả, bởi vì hôm nay nghĩa chữ đạo là bổn phận. Mà mình không làm tròn cái bổn phận của mình, những cái sự cư xử giao tiếp trong xã hội này thì coi như là không đạt kết quả. Cho nên hôm nay đạo nhớ nha, hôm nay mình tu rồi, tôi là chồng phải làm tròn cái bổn phận là chồng, lo cho vợ cho con, không có được lu bu. Rồi mình là vợ, mình cũng phải làm tròn nhiệm vụ là vợ. Mình phải là tề gia nội trợ để làm một vị quân sư đứng sau lưng của chồng đó. Ông làm đúng đó, thì tôi ủng hộ. Ông mà làm sai là ông chết với tôi à. Thời này nam nữ bình quyền, phải ngày xưa mà phải nói rõ là ngày xưa thì phu sướng phụ tỳ, còn tín đồ của thầy là phận sướng tỳ chồng vợ nhịn nhau, lấy lời của thầy làm căn bản. Quý vị thấy vậy, chồng vợ tu rất là hay làm. Ông mà làm trình là Đức Thầy là vợ nhắc à. Mà vợ làm chặt là Đức Thầy là phải nói rõ là chồng nhắc. Mà muốn nhắc chồng nhắc vợ thì phải có cái vốn mới nhắc được. Biết mới nhắc, không biết lấy gì nhắc. Phải không? Giống như với cô với chú giữ tiếng giảng hôm nay nè. Bữa nay tôi nghe Lữ Văn Thư nói vậy đó. Bà làm vậy là sai rồi, bà sửa đi bà ơi. Cây vi cô đây, ông ơi, bữa nay ông giữ tiếng giảng. Ông nghe chú với Tâm nói cho ông hiểu liền à. Ông làm sai rồi, nghe em sửa đi ông ơi. Thấy không? Thì đây là chúng ta thấy rằng đấy là cái trách nhiệm đó. Rồi bổn phận mình làm con như thế nào, bổn phận làm một tín đồ như thế nào, bổn phận làm anh hàng xóm như thế nào, bổn phận mình là đồng là đồng bào, là nhân loại như thế nào, thì nó có hàng nghìn cái trách nhiệm mà mỗi đồng đạo chúng ta như Đức Thầy dạy là nghiêng hai vai gánh nặng non sông, gánh quằng cái vai phải đơn giản đồng đạo. Thì nếu như đồng đạo mà sống mà chúng ta có những cái ý tưởng đó, chúng ta sống hạnh phúc lắm. Ý tưởng này gọi là thiên đàng đại thế, ý tưởng này hạnh phúc lắm. Mà nếu chúng ta có ý tưởng ngược lại, mình muốn người ta cung phụng cho mình muốn mọi người phải nói chung là quỳ mọp trước mình gì đó, thì không được đồng đạo. Cho nên hôm nay chúng ta đừng đòi hỏi cuộc đời này sao không có cho ta, mà ta nên đặt một câu hỏi là tại sao ta không hy sinh cho cuộc đời này. Ta đừng đòi hỏi tại sao chồng ta không thương ta, vợ ta không thương ta, con ta không thương ta, mà ta nên nhớ rằng tại sao ta không thương chồng ta không thương vợ ta không thương con ta. Thì đấy là những cái đó. Nếu mà chúng ta làm được cái này, tự nhiên chúng ta hưởng trọn vẹn. Ta đừng đòi hỏi rằng tại sao thầy không cho ta cái này, đạo không cho ta cái kia. Cái quan trọng là ta hỏi là ta đã hy sinh những cái gì cho thầy rồi, ta đã làm được cái gì cho đạo này rồi.
thì cái đó mới là cái hướng tích cực nhất về cái bổn phận trách nhiệm. Cho nên các ban trị sự và quý đồng đạo cũng như đội ngũ giáo viên kiến công thì thật sự là ngày nào đi thuyết giảng, ngày nào bị ngồi thuyết giảng ở đây, hình ảnh ở đây, thì đó là chúng ta đã làm tốt một việc cho thầy cho đạo đó. Nếu không có quý vị ở đây tôi đâu làm vụ được, mà nếu không làm vụ được thì làm gì ghi hình được, mà không ghi hình được thì làm gì đưa lên mạng được, phải không đồng đạo? Cho nên hôm nay là một cái mô hình mà chúng ta đang làm tròn cái nhiệm vụ với thầy tổ đó, để đạo chúng ta càng ngày được phát triển. Mục đích của Đức Thầy dạy chúng ta là phải nói rõ là ước mơ thế giới lên hoàn hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười, rồi biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng đưa nhân loại đi vòng hạnh phúc, rồi biết làm sao lên lưng bạch hạc bay cả trời cõi từ bi mà thầy dạy rất rõ trong bài sa đéc. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta quá nhiều ước mơ, những ước mơ ấy không ngoài muốn cho mọi người ai cũng trở về con đường thánh thiện, ai cũng làm lành lắm dữ. Thầy vắng mặt rồi thì cái bổn phận ở lại là tôi bãi vị chúng ta là thừa kế cái nhiệm vụ này, phải không? Phận môn đệ phải lâu vun quét. Tất cả đồng đạo chúng ta giờ này đã đi đúng hướng lúc nào, nhất là những thời gian gần đây thì chúng ta phải nói rõ là mình đã làm tròn cái trách nhiệm hộ pháp. Mọi phiên thuyết giảng đồng đạo giữ rất đông, ngày xưa thì không có như bây giờ đâu, cho nên thời kỳ nó khác. Cho nên hồi nãy thì quý vị thấy nhiều khi hội trường của mình đất còn rộng, mà tại mình xây dựng kẹt, mà tại hồi xưa nó vậy đó, cách đây 5 năm thôi là nó khác. Hồi 5 năm thuyết giảng đây tôi về thì thường xuyên mà đâu có đông đồng đạo, ngồi từ cái cửa trở vào đây hả, khoảng chừng trăm ngoài người, vài chục người, không chừng có lần cũng vài chục, chứ đâu phải như giờ này mà chúng ta ngồi chân đi đâu, phải không? Cho nên thời kỳ nó khác rồi ấy, thì đấy là mình cũng phải thấy rõ được cái vị trí, cái vai trò trách nhiệm, thì đó đạo là bổn phận đó. Rồi cái thứ ba đó, đạo là lý tánh tiền đó. Nếu nói lý tánh thì đó là không dùng từ được, đây gọi là phải nói rõ là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, tức là không có còn dùng từ nữa đồng đạo, không còn dùng từ. Đức Phật thì dạy là bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền. Còn Đức Khổng Tử, Khổng Thánh thì dạy rất rõ là ý tại ngôn ngoại. Còn Lão Tử thì dạy là đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Cho nên ba cái tư tưởng này đều hài hòa đồng đạo với nhau, đều hài hòa đồng điệu với nhau. Muốn nói rằng cái đạo hôm nay chúng ta tạm là phải nói rõ là bàn thôi, chứ thật sự cái đạo là cái tâm đó. Cái đạo là một cái thế giới bản thể, còn những cái mà chúng ta bàn nó tương đối là một cái thế giới hiện tượng thôi. Những cái mình thấy là hiện tượng, những cái tương đối, còn cái đạo là thế giới bản thể, trở về với một cái bản lai thanh tịnh tự tánh. Mà khi đắc đạo chúng ta sẽ cảm nhận điều này, thì đó là cái nghĩa rốt ráo chữ đạo mà. Rồi cái nghĩa thứ tư của đạo là gì? Đạo là một tôn giáo. Trong sách thì giải nghĩa có ba nghĩa thôi, nhưng mà theo tôi phải thêm một nghĩa thứ tư nữa, đạo là một tôn giáo. Cho nên hôm nay chúng ta đã tu theo đạo Phật giáo hoàn hảo, thì ngoài ba cái nghĩa trên thì giờ này tôi và quý vị chúng ta là người đạo Phật giáo hoàn hảo. Rồi một đồng bào của mình khác là đạo Phật, rồi một đồng bào khác đạo Cao Đại, rồi một đồng bào khác đạo Công giáo, rồi một đồng bào khác đạo Hồi giáo, vân vân. Thì mỗi người đều có một cái hướng lựa chọn. Như vậy thì đặc biệt hôm nay Đức Thầy dạy đạo cái quan trọng mà biết. Vậy thì qua cái thánh ngôn này, mỗi đồng đạo chúng ta tu theo là Đức Thầy, chúng ta cần phải biết. Biết cái gì đồng đạo? Thứ nhất là phải biết được cái sứ mạng độ đời của Đức Thầy như thế nào. Trong cái giai đoạn cuối cùng này, chúng ta phải biết được những cái giáo điều mà Đức Thầy ra đời để dạy dỗ chúng ta. Chúng ta phải biết được những cái giới lễ trong cái sự thờ phượng lễ bái hàng ngày mà Đức Thầy đã dạy chúng ta. Chúng ta cần phải biết được giới lực của đạo như thế nào mà Đức Thầy đã dạy chúng ta. Chúng ta cần biết được cái cuộc đời là vô thường vô ngã. Chúng ta cần biết được cái xác thân này nó không có trường tồn, nó không có vĩnh cửu. Thì có những cái yếu tố đó thì chúng ta mới có thể tạm gọi là biết. Biết ở đây là biết về tri thức. Giống như một sự kiện này, sáng ngày cái mình sai con ơi, con ra con làm cái gì đó, ví dụ như bón phân,
vung sâu vung bò hoặc là vung gốc hoặc là giải nước chẳng hạn, mà con nói cha con biết rồi thì coi như là xong, không bị hỏng. Mà nếu mà con mình nói cha con không biết, cha phải dạy lại, mà quý vị chúng ta mà không dạy nó đó, ra nó làm hư bột hư đường hết, không đồng đồng. Cho nên cái chữ biết đây muốn nói đây là một cái từ ngữ để đại diện cho cái nhân hiện tại để đạt được cái sự thành công. Như vậy thì có lẽ trên thế gian này có nhiều người muốn, hoặc là Đức Thầy đã định hình được rằng tương lai sau này tín đồ của Thầy, bổn đạo của Thầy, đồng đạo của chúng ta, tu có người biết nhưng mà cũng có người không biết. Và thật sự là như vậy đồng đạo. Quý vị test thử đi. Tôi thì cũng ít có làm cái việc này, nhưng nhiều anh em khác có nói với mình. Nhiều khi có những vị chúng ta tu rất là lâu lắm đó, tu rất là lâu, tính ra cái niên hạn là mấy mươi năm, ăn chay mấy mươi năm. Mà nhiều khi mà tiếp cận cái vị này rồi thì chúng ta sẽ thấy rõ chỗ biết không biết liền, cái chỗ này liền. Mình là tín đồ Phật giáo là hả? Ít nhất phải biết được vị giáo chủ mình là ai, ra đời làm đạo như thế nào, trong bối cảnh thế nào. Mà đằng này mình không biết là tại sao không biết? Tại mình nó không, mình không học tập, mình không đoàn kết, mình tự ngã, mình cho rằng mình cái biết mình là đủ. Nhưng mà xin thưa đồng đạo, trên đời này không có đủ. Nhà bác học còn không ngừng học mà, càng học còn thấy dốt. Như tôi cảm thấy nhiều khi tôi càng học càng thấy dốt thật. Bởi vì cái biển học thì nó mênh mông, học hoài học cả đời, từ đời này sang tháng nọ, tháng đời nọ nó cũng không hết, không cùng. Bởi vì chúng ta phải cố gắng năng nổ. Như vậy thì điều kiện đặt ra đây, Đức Thầy dạy đạo mà biết là nhân đó. Nếu đạo mà biết thì Thầy xác định là mùi thơm bát ngát. Mà đạo mà không biết thì muốn kiếm mùi thơm nó khó. Như vậy thì mùi thơm ở đây không phải như mùi thơm hương hoa, mùi thơm hương nước hoa mà chúng ta thấy ở xã hội. Bởi vì mùi thơm đây là mùi thơm đi ngược chiều gió, mà cộng thêm cái từ bát ngát. Bát ngát là rộng lớn, giống nó khác là vậy, là chốn điện đài bát ngát mùi hương đó, nhờ chỗ ấy có thiên công đức. Cho nên cái từ bát ngát là mùi hương, mùi cái mùi thơm nó rộng lắm, giống như Thầy dạy là bay mùi khắp cả Tây Đông đó. Cho nên cái mùi thơm này nó cũng giống như Đức Thầy xác định rất rõ. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xạ hương khắp chốn. Đức Thầy dùng cái tự xạ, bởi vì cái chữ cái hương của cái cục xạ. Mà nếu nói về sự một chút đó, thì mỗi con trồn nó có cục xạ với bụng mình. Quý vị, cho nên cái cục xạ đây là cái mùi thơm mà mình nói về sự đó nha, là từ ở bên trong nó bót ra, do cái quá trình hành xử cấu tạo cấu trúc của một cái cơ thể, của một cái loại động vật đó, đó là đạt về sự đó. Còn hôm nay chúng ta là cái người tu, mà khi chúng ta đạt đến đây thì mình cũng có hương thơm. Mà đồng đạo nhớ kỹ, có hương thơm này chúng ta khỏi có khoe, đừng có sợ không biết. Sao đồng đạo yêu cầu mình là cái người mà có hương thơm, ta biết hết trơn hả? Cho nên Thầy mới dạy là có xạ mà phải bát xa, giấu trong chỗ kín cũng thơm đầy nhà, không có cần quảng cáo. Tu là bằng giáo họ không cần treo bảng quảng cáo, thấy không? Đâu cần treo bảng quảng cáo làm gì? Theo hôm nay mình tu mình hưởng mà, người ta muốn tu không là quyền người ta. Cho nên hôm nay ở đây mới nói ở góc độ này, để mỗi đồng đạo chúng ta nhận định cái mùi thơm ở đây, mà Đức Thầy xác định rất rõ là sao danh thể xạ hương khắp chốn. Cho nên Đức Thầy mới dùng cái từ là bát ngát, bởi vì xạ hương khắp chốn là coi như là xong. Nghe đến tín đồ Phật giáo và hảo là người ta có một cái cảm tình liền, bởi cái đạo làm từ thiện dữ lắm. Cái đạo là đạo thương người, mà nhiều khi ở ngoài miền ngoài người ta đặt tên mình bốn từ Phật giáo và hảo viết tắt, ta đọc là phát gạo, phát gạo hoài hoài, hết năm này đến năm kia, hết chiếc này đến chiếc khác, biết bao nhiêu buồn quỷ đạo mà nó. Chứ giờ này trong đạo chúng ta thì thấy, nếu nói về danh thơm tiếng tốt đó, thì xin thưa đồng đạo rất là tốt, chúng ta thiện rất là tốt. Như vậy thì đấy là mình bàn về một số khía cạnh trong hiện tại, và đặc biệt sau này. Sau này Đức Thầy xác định rất rõ là sao danh thể sẽ hướng cấp chốn đó. Tức là sau này nếu mà chúng ta thực hiện đúng lời Đức Thầy, đến ngày Đức Thầy về, thì lúc bây giờ quý vị thấy được cái giá trị của người tu chúng ta làm đạo. Chúng ta mới đạt được, và ta bây giờ tu niệm tâm thường đó,
Tôi thì thấy không có gì là phải nói rõ là khác lạ thiên hạ cả, phải không? Giống như Đức Thầy dạy tu hành nó có tốn xu mà sao thoát khỏi đau khổ thế gian. Thật sự đôi khi tôi thấy mình chàng mình tu quá tầm thường, đâu có gì màu mè đó, chỉ có ăn chay chứ niệm Phật làm từ thiện, nghiên cứu kinh sách vậy, cúng lại ngày hai thờ vậy thôi, có làm gì đâu, quá tầm thường. Nhưng mà từ ở chỗ tầm thường đó mà chúng ta dẹp được cái chấp ngã với một cái lòng nhiệt huyết của mình, thì cái mà chúng ta được đạt được sau này là đạt cái phi thường, chứ không phải là bình thường như ba nghĩ đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới xác định rất rõ, kính thưa quý vị, để mỗi đồng đạo chúng ta ráng tạo cái mùi hương, có được cái hương thơm, đây là hương thơm của người tu. Kính thưa đồng đạo, cái hương thơm này thì chỉ có công đức người tu mới có, chứ chúng ta dùng tiền mua không được, dùng vật chất đổi không được, chúng ta ngụy tạo không được đồng đạo. Cho nên qua ý đầu tiên này, đạo mà biết mùi thơm bát ngát, thì giờ này cái quan trọng là chúng ta cần phải thực hiện được cái chữ biết này. Mình phải biết đồng đạo. Do đó cho nên hôm nay muốn biết thì phải học, muốn giỏi phải học, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Cho nên muốn biết là mỗi đồng đạo chúng ta học là Đức Thầy mới biết được. Hôm nay nhờ học là Đức Thầy tôi mới biết nè. Và quý vị cũng vậy, nhờ học là Đức Thầy thì chúng ta mới biết, biết cách hành đạo, biết cái con đường tu như thế nào, bắt đầu từ đó. Mà giờ này mình đưa ra một số vấn đề không biết đi, mình đưa ra một số vấn đề không biết, cái mình biết chữ biết là sao. Tôi nói nôm na về cái phương diện với lễ, mà giờ này về cái sự thờ phượng lễ bái, mà đồng đạo chúng ta còn thờ 4 ngôi, 5 ngôi, 6 ngôi gì đó là ta, chúng ta không biết rồi đó. Còn nếu chúng ta biết là chúng ta có 3 ngôi thôi. Rồi giờ này về vấn đề đọc cái bài nguyện, mà đồng đạo còn nguyện ra tiếng, còn niệm Phật ra tiếng là coi như chúng ta còn không biết luôn. Bởi vì Thầy dạy lúc cầu nguyện mà niệm Phật thì niệm trong tâm, mà mình còn nguyện ra tiếng thì sao biết được, là coi như là chúng ta cũng không biết đồng đạo. Rồi giờ này đồng đạo tu hành, chúng ta làm từ thiện rất là tốt, mà chúng ta còn phạm vào với lực của đạo thì coi như là chúng ta cũng không biết. Cho nên hôm nay tu hành mà chúng ta còn ba qua miệng lưỡi nhiều quá thì bằng là chúng ta không biết. Hôm nay chúng ta tu hành mà không học được cái chữ nhẫn, không tập xong chữ nhẫn thì coi như mình cũng không biết đồng bằng. Hôm nay tu hành mình không chịu làm từ thiện, mình ích kỷ, mình nhỏ mọn thì coi như mình cũng không biết luôn. Hôm nay chúng ta tu mình không đền trả lại trọng ân, không vun quét được cái ân nợ, cái nghiệp nợ này thì coi như là chúng ta không biết. Rồi hôm nay mình tu hành mà chúng ta còn chạy theo dị đoan mê tín, hơi cuộc tiến cơ thì cũng bằng chúng ta không biết luôn đồng đạo. Quá nhiều thứ chúng ta không biết ha. Vì vậy cho nên để đạt được những cái biết đó thì nó gọn một câu ở tại chỗ này là tôi và quý vị phải khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám không bàn chính rồi đồng đạo. Cho nên chỉ cần đạo mở giảng thầy đó đồng đạo xem đi là đồng đạo sẽ biết ngay. Muốn biết quyển nhất cái thầy dạy làm sao, mở ra coi là biết quyển nhất dạy làm sao. Muốn quyển gì cái thầy dạy làm sao, mở ra xem là biết liền. Muốn biết tứ ân thầy dạy làm sao, mở đọc biết liền cái gì, tôi khỏi nói. Muốn biết tam nghệ thầy dạy làm sao, mở đọc biết liền cái gì. Muốn biết bát chánh thầy dạy làm sao, mở đọc thì biết liền cái gì. Muốn biết giới luật thầy dạy làm sao thì mở ra đọc cái bài lời tuyên bố đạo mà biết gì. Biết xong học thuộc lòng được thì tốt để hành theo. Mà còn như chúng ta nói về cái phần thô này, mà nếu trong đời tu chúng ta phải nói gọn là mình ít tiếp cận là Đức Thầy, ít tiếp cận các vụ thiên dạng giáo lý thì coi như là chúng ta bằng học biết. Nếu mà không biết là chúng ta tu mù đồng đạo à. Tu mù không phải là đơn giản đâu. Như vậy thì nếu mà chúng ta rơi vào chỗ tu mù thì chúng ta sẽ lạc đường, như tôi nói hồi nãy. Cho nên đối với tôi á, đối với mình đó, đối với mình đó, mỗi lần mà mình mở giáo hội mình xem đồng đạo thì mình hình dung như là thầy đang nhắc trên tay mình đó. Và thường là tôi đọc giảng này tôi đọc ra tiếng lắm, tôi thường đọc trong tâm mà nó quen rồi, nghiên cứu gì ít có đọc ra tiếng lắm, mình đọc ra tiếng nó mệt, đọc trong tâm là nhiều. Cho nên mỗi khi mà tôi đọc một bài giảng nào đó cần học thuộc lòng lại đoạn nào đó thì hình như tôi nghe giống như thầy đang quăng quẳng nhắc trên tay tôi vậy đó. Không biết quý vị có gì không à, cái tôi là vậy đó. Có những lúc là tôi khóc mà nên tôi có một đoạn giảng đó là nó khóc đồng đó, nghe thầy dạy mà có chung là mình thấy mình thương thầy á,
nước mắt nó chạy ròng ròng chảy hoài không dứt, nó ngộ đồng đạo, nó có những cái cảm xúc đó. Mà nhiều khi những cảm xúc này thì thật sự cũng có nhiều đồng đạo có cùng cái quan điểm như mình đó. Thật sự là chúng ta mới cảm nhận được là mình có duyên cái thầy ở chỗ đó không ạ. Cho nên thì nếu đồng đạo mà có học giảng thầy nhiều đó thì lúc nào cũng gần thầy. Ta là kẻ vô hình hữu ảnh ẩn sát phàm đạo thích ca, hoặc là tuy là hữu ảnh vô hình chớ dân lòng tưởng. Chỗ này là chỗ lòng tưởng nè, nghe đồng đạo, chớ dân lòng tưởng sân trình báo lai. Cho nên chúng ta đừng nhận định làm cái dân là cái dân lòng tưởng là mình cứ tưởng mình nước thầy đến nhà mình. Đó là về cái phương diện là về sự thôi, còn về lý là chớ dân lòng tưởng sân trình báo lai đó. Cái từ sân trình báo lai gọi là cửa khổng sân trình. Mà nếu nói cửa khổng sân trình, đây là khái niệm của Nho Giáo của Khổng Tử ngày xưa. Mà cửa khổng sân trình là chỉ cho cái trường nghệ đạo. Hôm nay chúng ta đang ở cửa khổng sân trình nè. Cái trường học đạo, cái trường dạy đạo là cửa khổng sân trình đó. Cho nên hôm nay mà nếu chúng ta lòng mình tưởng vào đức thầy học giáo lý thì mới là cửa khổng sân trình, thầy mới đáo lai được đồng đạo. Còn mình nếu mình nhớ thầy thì tốt rồi. Trong tư tưởng tôi thì lúc nào cũng nhớ thầy, hình ảnh hình bóng của thầy nó khắc ở trong tim của mình mà coi chừng máu mình mà cắt ra cũng có hình thầy trong. Thật sự như vậy, nếu mà tín đồ lúc này thì lúc nào chúng ta cũng nhớ thầy hết, mà lúc nào chúng ta quên thầy thì không được, hành đạo khổ lắm. Nhớ thầy cho thầy độ, mà quên thầy coi chừng chúng ta nhớ ma. Vì vậy nên sự và lý viên dương ở chỗ này, để mỗi đồng đạo chúng ta nhớ được cái từ biết thì đó là chúng ta bàn về một cái phổ lòng. Còn về chi tiết ở đây thì đạo mà biết là Đức Thầy muốn diễn luận ba câu giảng còn lại. Đạo mà biết mùi thơm ngát ngát. Như vậy thì muốn đạt được cái chữ biết, ngoài cái nghĩa rộng mà chúng ta bàn bây giờ, thì có thể chúng ta khuôn khổ lại. Quý vị chỉ cần biết ba câu giảng còn lại là chúng ta biết đó. Nó sẽ yếu, tóm yếu lên một cái nội hàm. Mà Đức Thầy dạy trước Thầy dạy sao? Là Đức Thầy lạ lắm không đạo? Có những câu Đức Thầy dạy ở Nguyễn Nhất, nhưng mà Đức Thầy diễn giải nghĩa ở cái bài thi gần gần cái sau á, thấy không? Mà đồng đạo mà không đọc hết những văn này là chúng ta không đọc không. Có những cái tôi mừng, bởi có những câu giảng thầy mở từ điển không có, không hiểu ra nghĩa, nhưng mà học học hoài tới một bài nào đó cái ủa thầy giải nghĩa rồi nè, cái tự nhiên mình sắp vượt lên rồi, cái lòng mình thấy nó phơn phớt làm sao đó. Thì đây là một cái cảm xúc mà Đức Thầy nói đạo hiểu rồi, ngon tợ gọi anh em. Mùi đạo gì của anh em có sánh ở hai chỗ đó, Thầy dạy trong bài trong hai đoạn. Như vậy thì nếu nói về cái khuôn khổ ở chỗ này thì hôm nay cũng biết thì Đức Thầy dạy là rất bụi trần mặn lạc hay ai. Có nghĩa rằng nếu như hôm nay người nào mà tu hành đó mà rất bụi trần mặn lạc hay ai thì người đó là biết. Còn người nào tu hành mà chưa đứt được bụi trần, mình chưa thực hiện được bốn từ là mặn lạc hay ai, là coi như chúng ta chưa biết. Nói gọn như mình đây mình nói gì dễ hiểu. Như vậy thì rất bụi trần là gì? Cho nên bụi trần là bụi đỏ. Bụi trần cũng giống như lời Đức Thầy dạy cho một đọ cho thi sĩ Việt Châu: đường cơn sống dậy đắc bằng, thiên nhân đứng ngó để tăng sĩ làm. Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, bốn hương vàng lên ngửa sông tha. Đền sông nợ nước thù nhà, thuyền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Chừng nãy mới tịnh vô nhất mạch, tôi hồng trần dứt sạch cửa không. Vậy thì đấy là chúng ta hiểu một khái niệm đức bụi trần. Có nghĩa là cái người này không có còn đeo nắm theo danh lợi. Và trường hợp dứt bụi trần là chúng ta học tập theo ai? Thì xin thưa đồng đạo, học tập theo Đức Phật, học tập theo Đức Thầy. Bởi vì Thầy dạy là Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện cách nào, cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi vậy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Cho nên ngày xưa Đức Phật nhờ Đức Bụi Trần mà Ngài thành Phật. Đức Thầy chúng ta cũng nhờ Đức Bụi Trần mà Đức Thầy chúng ta cũng thành Phật. Mà giờ này mình không Đức Bụi Trần thì coi như ta không biết đồng đạo. Cho nên sống trong cõi đời này, cái bụi của trần cảnh này, tôi sợ nhất là cái bụi gọi là cái bụi danh, cái bụi lợi, cái bụi tình. Cho nên hôm nay trong đường tu của chúng ta, mà nếu vậy còn để vướng cái bàn áo nhà tu đó, mà còn để vướng cái bụi trần, cái bụi danh, cái bụi lợi, cái bụi tình đó,
thì đó có thể chúng ta hiểu ngay danh lợi tình đây là muộn trần. Vì vậy cho nên rất muộn trần là đồng đạo chúng ta đừng kẹt vào danh lợi, mà chúng ta phải học tập theo gương của Thái tử Sĩ Đạt Ta, phải lìa trai già vợ đẹp con cưng thân chẳng xác xông qua bờ bụi. Ngày thoái đến 19 tuổi tâm đại hùng cư quyết cụ trì. Hay hoàng đức này dạy là Thích Ca còn lấy tướng hàm đài cao cổ động mà ham tu hành. Hay hoàng đức này rất rõ là mình và thái tử coi còn bỏ bất hợp không cung tước phế điện, xem đó hãy người mau lập chí tu hành hãy nhớ giữ cho nguyên. Trong ba chỗ đồng đồng, một chỗ thì đức thầy dạy trong phiến thiện, rồi một chỗ thầy dạy trong bài Thiên Thiết Ca, một chỗ thầy dạy trong bài Luận Nghiệp Tu Hành. Cho nên ở đây từ rất buổi trần này thì giờ này đào tạo chúng ta phải buông, mình phải buông. Nếu mà giờ này chúng ta tu mà chúng ta còn nếm danh, nếm lợi, nếm tình thì coi như là chúng ta chưa được đồng đạo. Rồi đức thầy mình cũng vậy, chắc có lẽ đồng đạo thuộc lòng một nguyện vàng một đoạn giảng là nguyện nhất đó. Đức thầy mình cũng là người rất buổi trần đó, điên này xưa cũng như ấy, vào các ra đài tột bực vào sáng, nghĩ suy danh lợi chẳng mạng, bèn lên ẩn dật lâm sanh tu trị. Nhờ trời mới mắt một khi thẩn thơ lại gặp đức thầy Vũ Sơn, Vũ Sơn cúi đầu đương điên tỏ nguồn cớ, động lòng bác ái đơn dạy chuyện, thấy điên tâm tách quá tiền, nội trồng sáo khác biết liền thiên cơ đọc. Mà nếu đức thầy chúng ta không dứt mũ trận thì làm gì thầy chúng ta đắc đạo được. Cho nên hôm nay đồng đạo phải hình dung được danh lợi giàu sát là gì. Đây chỉ là cái nguyện giả, đây chỉ là vọt bóng, đây chỉ là mây nổi. Cho nên đức thầy giải rất rõ, nào hay thân vô thường tạm mượn, do tứ đại đất nước giáo địa hiện thành, cảnh phú quý tựa đám phù vân, cái sắc nước hương trời ấy của các trò có khác chi cành hoa sớm nở chiều tàn, không lấy chi quên chắc. Hay hoặc là thế trần tạm giả gạt đời ta, cho nên mình cần phải lướt khỏi sông mới khỏi ái hạ. Mà thầy dạy chúng ta rất rõ ở trong tình bạn trần gian. Vì vậy cho nên giờ này sống trong cõi đời này thì đức lợi trần này không phải là chúng ta buông bỏ hết, bởi mình người tại gia cư sĩ, hôm nay mình vẫn lo làm ăn, mình vẫn cần có phương tiện để làm đạo, nhưng mà mình đừng có kẹt. Có nghĩa là mình dựa vào cái sự chúng ta đừng có kẹt, đừng có chấp. Không phải để đức nợ trần thôi không lo làm ăn nữa, đất bán hết, tiền bạc cho ta hết, rồi mà mốt trở nên nhà khổ hay sao? Thấy không quý vị? Cho nên cái đây muốn nói đi nói lại là mình phải nhận định về lý, cái lý đạo thầy dạy lý đạo ở chỗ này, chứ không phải mình nói như vậy là chúng ta lại phủi bỏ hết, không được đồng đạo, mình đưa tới giá. Do đó thì đấy là mình hiểu một khái niệm là rất bụi trần. Rồi đi đôi rất bụi trần thì lúc bây giờ sẽ có tiếng vô tiếng vào. Hồi đó chưa rất bụi trần không ai nói, mà giờ này rất bụi trần bắt đầu bị người ta nói. Chàng ơi coi ông này kìa, ông tu hành gì đâu mà bây giờ hầu đó ăn mặc sang trọng lắm, giờ tu hành mặc đồ ba không ạ, tiền không có lo để ngân hàng mà cứ lo cứ làm phước làm từ thiện không ạ, thì đương nhiên bên ngoài người ta sẽ sầm sĩ, người ta nói vô nói vào. Quý vị biết là ngày xưa đức Phật mình đó đâu phải ai cũng thương đâu, cũng có nhiều người thương, nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều người chơi đức Phật mình là không đông cung thế tử, không đó mà lo hưởng thụ. Tôi nói nôm na quý vị, chúng ta ăn chay thôi là mình bị mang tiếng rồi, thì khi mà chúng ta tu là bị xã hội người ta dèm phá. Cho nên nhiều khi mình làm những đúng cái chuyện đó, ta tu vậy đó, ăn chơi trường nó vậy đó, thế này thế kia thế nọ này, hàng ngàn lý do ta đưa ra. Thì đây là những cái khái niệm mà đức thầy dùng hai cái từ là mặn lạc. Cái từ mặn lạc này nó khác ăn mặn ăn lạc không đó. Cái từ mặn lạc này nó giống như cái từ mặn tình ai đó, giống như cái từ mà đức thầy viết trong bài mặn tình ai là bá gia mặn lạc mặn tình ai. Đạo lý tầm đâu chẳng thấy rài, chỉ thấy hình trơn hình thân trơ, hình trơ thân xác tội, ai người tâm đạo thấy càng hay, ai người tâm đạo thấy càng gái đó. Cho nên mặn lạc hay là khen chê đó, mặn là gì? Mặn mà. Chàng ơi tình cảm tôi với ông ăn cái này mặn mà ấy ghê, gặp với nhau tay bắt mặt mừng, bữa nào giữ tiết giảm gặp đó, mặn mà lắm. Cái này sao tình cảm tôi với chị lạc lẽo quá, không phải như hồi xưa. Cho nên nó có cái gì trong đó đâu. Vì vậy nên đây là tiếng lóc của từ mặn lạc, có nghĩa là khen chê đó. Mặn là thích, mà lạc là người ta chê. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta mới bước vào đạo đó, những đồng đạo tu lâu không có sao, có kinh nghiệm, mà tôi nói góc độ đó là có nội công,
sợ những cái người mới vô tu đồng đạo vô thương lắm. Có một số đồng đạo mới vô tu bị người ta chơi bỏ đạo luôn đó, bị người ta chơi bỏ đạo luôn, tự ái nghỉ tu luôn, có trường hợp đó. Cho nên Đức Thầy mới dạy là thay ái. Cái chữ thay này chúng ta hiểu động từ, đừng hiểu tích từ. Hai chữ thay động từ á, bởi vì thay tích từ là thay ma, mà thay động từ là gì? Thay kệ á. Chữ thay ai này là mặc kệ đó, đóng cái kệ thì đóng cái tủ, đóng tủ nhốt là khổ lắm. Đóng cái kệ, người ta khen mình cũng kệ người ta, người ta chê mình cũng kệ người ta. Phải không đồng đạo? Ai thương ai ghét mặc tịnh, phận mình cứ giữ, tâm mình cho ngay, xong. Phải không đồng đạo? Cho nên quý vị hãy sống trên quy luật, học tập Đức Thầy. Nam mô mô Phật từ bi trần hạ nói gì đây cũng làm thịt. Đây là tôi tâm đắc này lắm bạn, rất là tâm đắc. Chứ giờ này mà trần hạ nói tâm nói đông nói tây nói mặt nói lạc thì nó làm thêm đơn lẽ giờ mình nói xong hay sao? Mình nói xong là mình trúng kế của họ đó, mình trúng kế của họ, họ chọc tức mình chơi vậy đó. Mà họ chọc tức xong rồi mà mình mà bỏ đạo đó, coi như là họ cười mình là bỏ luôn, mà thường thường nó cười thúi luôn đó. Mà họ chọc tức mình không bỏ đạo đó, cái mai kia nói họ để không nhận là chí tâm hồi đó nha. Lúc mới tu tôi chọc tức nó dữ lắm, mà giờ này tôi tu trên cánh tay ghê không, tôi có bỏ đạo đâu. Cho nên cái gì cũng có hai mặt của nó đồng đạo. Vì vậy đồng đạo nên nhớ đây các thầy dạy là thấy ái, chữ thấy là thấy kệ, chữ ai là mặt tình ấy đó. Giống đồng khác mà dạy là mặt tình ấy, dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miết qua thơm, đến chừng qua nở nhị đôn thì là trần thế mới hồn bẻ hoa. Đồng đạo ơi, cái ngày này nghe đọc ở đâu nó thích sao đâu đồng đạo, phải không quý vị? Vì vậy cho nên trong con đường tu của mình, học bên đây nó là biết đó. Tôi nói nôm na mình tu á, cái anh đằng xóm mà anh chửi mình giận anh đó, từ anh đó là chúng ta đạo mà không có biết, không có biết. Nói một cái là anh tu quá tệ. Còn mình tu làm sao đó, cái anh đằng xóm anh chửi mình cười hề hề làm quen ảnh. Ảnh chửi ít đó thì thương ảnh ít, mà ảnh chửi nhiều đó thương nhiều, thì như vậy gọi là tu mà biết đó. Đúng với câu mà thầy dạy, ai chửi mắng người ta giả biết đợi cho người hấp dẫn tao phi. Mình đã làm được gì đó đồng đạo bạn. Vì vậy cho nên hôm nay trong quá trình tu hành của mình thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng, mình đừng có bị cái cảnh mình mà nó dắt chúng ta đi. Nói hay lắm, tôi Phan Chí Tâm mà ăn chay cũng mấy chục năm rồi, làm giáo lý viên năm nay là 14 năm rồi, 13, 14 năm nay rồi, kinh giảng thầy cũng biết nhiều lắm. Nhưng mà rốt cuộc lại thì thật sự ra có còn có nhiều thứ nó tợi lắm. Thì coi như là mình cũng không biết đồng đạo. Người ta nó đụng tới cái là không được à, người ta chịch một cái là mình buồn, mình giận, mình còn kẹt cái này, mình còn chấp cái kia thì không được đồng đạo. Cho nên hôm nay cái quan trọng nhất là giờ này chúng ta sống trên dư luận. Mình nói mình hay, nhưng mà cuối cùng lại là mình bị dư luận nó lôi mình đi. Có nghĩa là mình bị người ta muốn, người ta dắt mình đồng đạo, gọi là sốc thụ động. Người ta muốn cho mình vui thì dễ lắm, ta khen mình vài câu, ôi thôi nó vui, hết sức vui. Nhà chị nhớ đám dỗ mà tôi nghe, trời ơi chị tốt quá, bị ta nó khen mình. Mà người ta muốn mà mình buồn, người ta muốn mình giận dễ lắm. Ta chơi mình vài câu, cái mình ghét người ta, mình giận người ta, vậy là mình sốc, không phải gì mình. Mình bị người ta dắt mình đó, đâu mình đâu có chủ động đâu đồng đạo, gọi là duyên theo cảnh. Cho nên ở đây Đức Thầy nó dạy là mặn lạc thay ai. Đồng đạo chúng ta cứ lo hành đạo, còn chuyện thiên hạ chúng ta có bàn với. Người ta thương mình cũng được, ta ghét mình cũng được. Như Đức Thầy dạy là nói ngỗng nói cò thì cũng làm thinh cho đồng đạo. Giống vừa nãy tôi vừa nhắc hai câu giảng giống vậy đó, ý vậy đó. Vì vậy nên giờ này đừng có cầu toàn, mình muốn cả thiên hạ này như mình không được thôi. Chín người mười ý mà, chín người nó lại chín ý, mà chín người đằng này có người hai ý, phải không đồng đạo? Cho nên chúng ta cứ vui vẻ mà đón nhận. Nhờ cái sự vui vẻ đón nhận đó mà nhiều khi chúng ta vượt qua những cái ngang trái cuộc đời, thì đó gọi là rước bụi trần hoặc là thay ai. Rồi Đức Thầy mới diễn thêm là chữ Nam Mô trì giới giữ trái. Cho nên ở đây Thầy dạy chữ Nam Mô, thì chữ Nam Mô này có hai nghĩa đồng đạo. Một nghĩa được thánh thôi, nhờ chữ Nam Mô khuyên bổn đạo rắc mà trì trí. Như vậy thì chữ Nam Mô này, cái nghĩa thứ nhất nó cho đủ là Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa đồng đạo. Bởi thầy dạy là Di Đà Luận Tự Đắc Đi, có chỗ thầy nói hai từ à, Di Đà nhưng mà Luận Tự đó, chứ không phải mình niệm Di Đà
phải không? Di Đà nó đổi là Nam Mô Di Đà Phật, hay hoặc là Nam Mô miễn niệm hàng ngày, thầy viết từ Nam Mô mà, nhưng mình nói niệm làm niệm Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên chữ Nam Mô này cái nghĩa thứ nhất tiêu biểu là chỉ cho câu lục tự, có nghĩa là hôm nay về phương pháp niệm Phật đó. Mà nếu đồng đạo chúng ta đang trì câu lục tự, mình đang niệm Phật, gọi là chữ Nam Mô, mà đồng đạo chúng ta không trì giới, không giữ chay, là không đạt kết quả không đạt. Vì vậy cho nên về phương pháp tịnh độ ở đây thầy dạy chúng ta, nếu chúng ta hiểu góc nhìn chữ Nam Mô là Nam Mô Di Đà Phật, mà đồng đạo không trì giới, cái chữ trì là nắm giữ, cái chữ trì là giữ đó. Cho nên trì giới là giống như giữ giới đó, giới là giới. Bởi chữ giới là tức là cái chữ Hán ngữ, việc chữ quá chúng ta là chữ giới là giới, mà trì giới là giữ giới không đạt. Chữ trì là giữ, cũng như là giữ chay. Ở chỗ này thì trì giới giữ chay. Còn trong bài Ai Người Chưa Kỹ, Đồ La muốn lánh số nghe ta bố thí trì chay giữ giới mạng, tức là trì chay giữ giới, trì giới giữ chay, thì đây là thầy đảo ngữ thôi, chứ thật sự cái nghĩa không khác. Như vậy thì hôm nay đi đó giữ niệm Phật thì đồng đạo phải giữ giới. Giữ giới là chúng ta làm lành đồng đạo. Cho nên cái khái niệm niệm Phật làm lành, giữ giới là đang làm lành, mà chúng ta phạm giới là đang làm ác. Nói gì dễ hiểu. Để thôi mình nghĩ là tôi là đi làm từ thiện tôi mới làm lành, tôi giết người cướp của mới làm ác. Đó là chúng ta hiểu về thô của lành, hiểu về sự của ác. Còn lý của lành, lý của ác ở đây, chỉ cần đồng đạo chúng ta phạm giới luật thôi là chúng ta đang làm ác. Mà chúng ta không phạm giới luật là chúng ta đang làm lành. Giới điều là tiêu biểu cho điều lành. Mà giờ này Đức Thầy đưa ra 8 điều lành cấm, trong đó chi tiết thì Đức Thầy đã đưa ra 8 con số. Số 8 là bài tổng cộng đến 1.000 điều. Cho nên giữ giới đây, giữ giới đây, trì giới là giữ giới, mình nói cái nghĩa Việt ngữ mình dễ hiểu đi. Giữ giới đây là mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng thi hành theo 8 điều lành cấm. Cho nên nếu chúng ta còn uống rượu cà bạc ác phiệt thì đó là chúng ta làm ác, làm lành tốt. Mà đồng đạo không uống rượu, không cờ bạc, không ác phiện, không như vậy là biết là chúng ta đang làm lành. Rồi mình giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường đã làm lành. Mà nếu đồng đạo không giữ tròn luân lý tam căn ngũ thường là chúng ta đang làm ác. Mình mới nhận định như vậy, mình mới sợ. Bởi vì làm ác là sanh nghiệp, làm ác là về địa ngục, về ngạ quỷ, về súc sanh, trong tam ác đạo ác đạo. Mà chúng ta làm lành thì Đức Thầy dạy là hiền lành nhắm mắt thấy con tiếng. Cho nên đồng đạo chúng ta nên nhớ rằng cái khái niệm chữ hiền của đạo Phật giáo Hòa Hảo đó, nó gắn liền với 8 điều lăng cấm, gắn liền với giới luật. Cái người nào phạm giới luật ai nói ông này hiền, có chỉ cho tôi coi đồng đạo. Khi mình phạm giới luật là mình là người hung dữ rồi, mình là người cực ác rồi. Mình phạm giới luật là chúng ta đang tạo nghiệp đó, chúng ta đang đưa mình đi xuống phạm đạo à. Mà nếu chúng ta muốn nâng mình lên cao thì chúng ta phải giữ giới thôi. Nếu mà miệng chúng ta niệm Phật mà lòng chúng ta tà gian là không đạt kết quả. Miệng thì niệm Phật, lòng còn tà gian đạt kết quả không đạt. Hay hoặc là niệm Phật lúc đầu hôm, đêm khuya muốn dịch nồi cơm của người, dịch nồi cơm người là phạm cái luật rồi, phạm đạo tặc rồi, trong ngưỡng giới cấm rồi, làm sao đạt kết quả được. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta đừng lo niệm Phật nhất tâm hay không nhất tâm. Tôi không lo vấn đề này, mà tôi lo là mình sợ niệm Phật mà chúng ta còn làm ác thì đời đời kiếp kiếp chúng ta không có được vãng sanh. Niệm Phật làm lành mới vãng sanh. Niệm Phật làm lành là bằng với nhất tâm bất loạn. Mà có thể đồng đạo có nghe là cái đề tài mà trước đây tôi đi hình như đi 13 tháng 10 rồi ở Vĩnh Long, mình có trình bày qua cái đề tài tức là cần tu thập thiện đó, thì sự niệm Phật đạt kết quả. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta nhận định đúng. Cho nên nếu như đồng đạo muốn nhất tâm bất loạn mà chúng ta phạm giới luật thì làm sao được đồng đạo? Mình còn phạm ác không nhất tâm đâu. Cho nên chỉ cần đồng đạo không còn phạm nào vào giới luật là chúng ta còn nhất tâm đó. Bởi mình không có làm ác, làm lành không ạ? Vì vậy cho nên giờ này trong quá trình niệm Phật, tôi và quý vị ai cũng vậy, chúng ta cần nghiên cứu cho kỹ vấn đề này để chúng ta lấy tịnh giới của Đức Thầy làm những cái điều cơ bản trong cái cuộc sống. Cho nên thầy mới dạy là cần nhất ở chỗ giữ luật hàng ngày. Rồi đồng thời bên cạnh giữ giới thầy còn dạy là sao? Trì giới thầy còn dạy là giữ chay.
giữ chay đồng đạo. Như vậy thì nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta không giữ chay thì chúng ta cũng không vãng sanh được đồng đạo. Vậy thì từ giữ chay này nó sẽ có nhiều cái nghĩa. Nếu nói về cái nghĩa hẹp về sự giữ chay là chúng ta phải giữ cho trọn vẹn trên con đường ăn chay chúng ta. Có nghĩa là mình ăn chay tháng 4 ngày thì mình phải giữ cho được 4 ngày. Rồi từ mình phát triển lên 6 ngày, 10 ngày hoặc là tam quân chay hoặc là trường chay. Đó gọi là giữ chay. Còn giờ này đang ăn chay trường như vậy, cái trở lại ăn chay 4 ngày là không giữ chay. Mình ăn chay trường giống như cha mình cho mình bú quý, giờ này mình bỏ một nửa lấy một nửa ăn chay tháng 10 ngày là không giữ chay. Cái nên đồng đạo thì đó là chúng ta hiểu về sự. Còn hiểu về lý cái từ giữ chay ở đây là chúng ta phải trọn chay. Giữ chay là phải giữ cho trọn vẹn ăn chay đồng đạo. Giữ chay là không còn một buổi ăn mặn đó mới gọi là giữ chay, phải không? Tức là gìn giữ ăn chay, không ăn mặn gọi là giữ chay. Cho nên phải bàn như vậy mới được. Nếu đồng đạo ăn chay kỳ thì hiểu theo các bạn trước, mà đồng đạo ăn chay trường thì nên hiểu theo các bạn sau này. Mình là người tu, mình còn ăn mặn là mình không giữ chay rồi, đúng không đồng đạo? Hôm nay chúng ta ăn chay là mình hưởng chứ. Ăn chay là chúng ta để được cái tâm hồn mình được nhẹ. Ăn chay đây là để chúng ta không còn tạo nghiệp sát. Mình mới khẳng định. Bởi vì cũng vì ăn mặn nè, nhiều đời nhiều kiếp, cho nên đến giờ ngày này mình vẫn còn đào thai làm cái con người thế gian ở tại nơi đây. Cho nên hôm nay trong quá trình tu hành, cái quan trọng là mỗi đồng đạo chúng ta giữ chay. Cái từ giữ chay này nó bằng với câu giảng mà Đức Thầy dạy: phận tu hành đạm bạc rau tương, hay gọi là tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo đến niệm niệm gì đã. Tức là cái từ giữ chay nó bằng những câu đó đó. Như vậy thì chúng ta có niệm Phật quán sanh có kết quả. Còn giờ này tôi lấy ví dụ đi, chúng ta đang niệm Phật ở đây, tôi nói đồng đạo hình dung nha, hình dung đi, mình đang niệm Phật mà tới giờ cơm cái con mình nó dọn bao cơm lên, trong đó có một cái đùi gà, có một con cá lóc, có một cái dĩa cá chiên, có một tô thịt, tức là mỗi bữa nó khác nhau. Đồng đạo có niệm Phật được không? Là chỉ cho tôi coi. Ô, niệm không được đó, chuyện sao tôi không biết nè. Chàng nó đang niệm Phật mà nhìn xuống mâm cơm có một tô thịt, trong đó có hai cái trứng vịt đó, trứng vịt kho đó, làm sao mà niệm Phật được? Rồi đó là đang niệm Phật cái thế giới đang trong trong con dâu, nghe dâu nói bữa nay nó đi về sớm, nó mặn gà nó xé phai cho mình ăn, thì lúc giờ niệm con gà chứ nó niệm Phật đó, vậy là không được kết quả đâu. Cho nên mình phải bàn thẳng với nhau đồng đạo à. Cho nên quý vị mà còn thật sự của từ niệm Phật và niệm lành đó, mà chúng ta còn ăn mặn là chúng ta còn niệm dữ, chưa có niệm Phật, phải không đồng đạo? Không tin tôi, đồng đạo ăn mặn chiều nay làm thử đi. Nếu mà đồng đạo đang ăn cơm đó, cái đũa đồng đạo mà đang gắp miếng cá đó mà đưa lên miệng đồng đạo mà niệm Phật thì tôi mới sợ đó. Mà nếu có niệm là gượng niệm thôi, gượng niệm mà, chứ không phải mà niệm thành tâm, phải không? Đưa lên miệng cái trời, món bụng cá này ngon quá, cá trà vinh này ngon quá, cá lóc này ngon quá, thì lúc giờ quên rồi, nhớ niệm Phật đó. Nhưng mà ăn tà hủ, ăn rau, ăn chay thì nó khác, không phân biệt. Tại vì món đồ chay đó, chay là lành mà ăn mặn là dữ, cũng giống như giữ giới là lành mà không giới là dữ đó. Bây giờ chúng ta bàn lành dữ thì chúng tin, để mình có một triết lý mình tu đồng đạo. Giờ này phải bàn rút rút vậy nè mới được, mới ham tu. Chứ mà nói mà không có lý luận vậy là đồng đạo không có chịu, không có chịu tin. Nói là tôi ép vì niệm Phật, tôi ép vì ăn chay, thật sự không ép ai cho nó. Đức Thầy dạy rồi, chẳng suối ăn chay chẳng ép ai, chẳng ép ăn chay suối ăn mặn, tùy theo lòng nhân của mình thôi. Nhưng mà hôm nay chúng ta phải bàn để mình thấy cái lý. Vì vậy nên khi mà đồng đạo ăn chay chúng ta không phân biệt đâu. Có thể trong bữa ăn cơm chúng ta vừa nhai cơm, phải không, tâm chúng ta vừa niệm Phật. Bởi mình đang ăn chay, khi mình món đồ chay mình dọn lên mình nhớ mình phải niệm Phật đó. Bởi vì đồ chay nó nhắc mình niệm Phật. Còn mà khi mình dọn món đồ ăn lên nó nhắc mình là ngày mai ăn món gì nè, món nào ngon chọn nữa nè, nó khác. Hai cái này nó hoàn toàn, hai cái ranh giới nó khác nhau đồng đạo à. Ở đây không phải là mình chia phe, nhưng mà mình nói về cái lý đạo đó. Vì vậy cho nên cái chữ mà ở đây muốn nói ở cái chỗ là giữ chay đó,
thì theo tôi nghĩ là chúng ta giữ cho trọn vẹn ăn chay. Rồi cái nghĩa thứ hai nữa, bởi vì từ Nam Mô nó có nhiều nghĩa. Mình đang bàn cái nghĩa hồi nãy là Nam Mô là nơi là Phật đó. Còn cái nghĩa thứ hai, chữ Nam Mô mà nếu nói về đơn tự đó, Nam Mô tào dịch là Nẵng Mô, nghĩa là cung kính, kính lễ, quy y, quy mạng, cứu ngã, độ ngã. Nói cho gọn, chữ Nam Mô này là quy y. Như vậy thì đến cái nghĩa thứ hai của chữ Nam Mô thì có thể chúng ta hiểu chữ Nam Mô là quy y. Như vậy thì khi mà chữ Nam Mô mình hiểu về cái phương diện quy y đó, mà hôm nay chúng ta quy y mà chúng ta không giữ giới thì ông Phật nào chứng cho mình, chỉ giùm tôi coi đồng đạo. Khi mình quy y mà mình không giữ giới thì lúc này chúng ta chỉ nguyện xuông, chúng ta chỉ lại cái tấm trần già, chúng ta chỉ lại cái bàn, chúng ta chỉ lại cái tủ, chúng ta lại lưu hương thôi ạ. Chứ ông Phật là mình đúng trốn mà, bởi vì mình đâu có giữ giới đâu mà ông cảm nhận cho mình. Khi tôi bởi vì mà chúng ta đã và đang quy y mà chúng ta còn phạm giới luật thì coi như là chúng ta chưa phải tín đồ của thầy. Đức thầy đã dạy rất rõ trong bài điều kiện cầu đạo rồi, không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ giới luật. Kẻ nào làm trái luật lệ trong sự đạo đức, dầu không xưng theo đạo hay chưa bị bôi tên, cũng bị trách nhiệm việc làm của họ và bị coi như kẻ ngoại đạo. Án văn này đồng đạo đã nằm lòng. Chẳng những án văn này mà trong cái bài lời tâm quyết thầy cũng dạy rồi, kẻ nào không giữ được luật của đạo, người nào không giữ được luật của đạo, tốt hơn hết là ra khỏi đạo, không có sự ép buộc ở trong đạo. Cho nên hôm nay nếu nói cái phương diện, cái từ góc nhìn, cái từ Nam Mô này là quy y, mà đồng đạo chúng ta không giữ giới luật là chúng ta chưa quy y. Nó gọn vậy đó. Giữ giới luật mới phân tâm, giữ giới luật lúc bây giờ mới là học trò của thầy, mới là tín đồ của thầy, tín đồ của Phật. Cho nên giữ giới luật chúng ta mới trở thành một, gọi là một Phật nhi ấy, mà Đức Thầy dạy làm Phật nhi được lòng thành. Bởi vì mình quy là cái Tam Bảo, trong đó có 10 phương Phật, 10 phương Pháp, 10 phương Tăng, và có thầy chúng ta luôn rất là nhiều ý. Cho nên hôm nay nếu về góc nhìn này thì chúng ta phải giữ giới, rồi đồng thời mình phải giữ trái. Quy y mà chúng ta không ăn chay đâu có được. Mà thầy dạy là trong bá gia nhiều ít lòng cháy để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Cái nơi đồng đạo, cho nên hôm nay nếu mà chúng ta không nhiều ít lòng cháy thì không được, đâu phải có ăn chay không. Cho nên đây Đức Thầy dạy ở hai cái khía cạnh đó, chúng tôi cũng bàn rộng như vậy để tùy nghi. Có thể chữ Nam Mô này chúng ta hiểu hai cái hướng đó đồng đạo, bởi vì đây là hai hướng tích cực mà, hướng nào cũng tích cực cả. Hướng thứ nhất là chúng ta muốn niệm Phật vãng sanh, muốn niệm Phật được vãng sanh chúng ta phải giữ giới, chúng ta phải giữ chay, tức là phải ăn chay. Rồi hướng thứ hai, hôm nay chúng ta khi muốn được thầy tổ ứng chứng cho mình trở thành một tín đồ của Phật, của thầy, thì chúng ta phải giữ giới, chúng ta phải giữ chay. Thì hai hướng này đều song hành với nhau trong cuộc sống. Và đồng thời Đức Thầy muốn tôi và quý vị trong một kiếp này chúng ta giải thoát và quả vị chúng ta đạt được phải là cao. Cho nên câu giảng cuối cùng Thầy mới dạy là chay được tánh, chay tâm mới quý. Như vậy thì chay được tánh, chay tâm mới quý. Mà nếu như không có chánh, chánh mà không có chay tâm, chay tánh thì không có quý, nhưng mà cũng được. Bởi vì chúng ta đã bàn từ ngữ như vậy. Tôi nói ví dụ là mình đạt được khẩu chay thì lúc đó cũng được đó, nhưng mà chưa có quý. Còn thật sự mà được Đức Thầy, được Đức Thầy xếp hạng dùng cái từ ngữ mới quý thì chúng ta thấy rõ là đây là cái hạng cao. Cho nên Đức Thầy mới dạy là chay được tánh, chay tâm mới quý. Có nghĩa là chay được tánh là được cái tánh chay, mà chay được tâm, chay là được chúng ta được tâm chay thì mới quý đồng đạo. Cũng như mình đọc một đoạn giảng mà thầy dạy ở đoạn khác, kinh đưa đồng đạo: thất tổ của quyền nơi chính suối, những mong hậu tất biết tâm chay, tâm chay hậu tất đáng tu thân, đến giác chẳng xa cũng chẳng gần, trời Phật thương đời lo độ tận, muốn lo giải thoát phải tu thân. Kính thưa quý vị, Đức Thầy dạy rất rõ rồi. Như vậy thì cái rốt lý ở đây qua câu giảng cuối cùng này thì mỗi đồng đạo chúng ta cần phải đi xa hơn nữa. Nãy giờ chúng ta chỉ bàn ở chay sự thôi, ở chay trường, nhưng mà ở đây Đức Thầy vượt, đưa chúng ta vượt khỏi chay trường luôn.
Nó đúng cái câu mà thầy dạy là tu hành nào đừng mặn cháy, miễn tâm thanh tịnh thì mẹ ăn cư, mà thầy dạy rất rõ cho ông tham bát ngã. Cho nên hôm nay mình còn luận mặn luận cháy là chúng ta chưa cao. Cái quan trọng là chúng ta phải vượt luôn đến chơi tâm chơi tánh đồng lòng. Như vậy thì thế nào gọi là chơi tánh chơi tâm, thế nào gọi là tánh chay? Kính thưa quý vị, bởi vì nói đến đây thì chúng ta mới nhớ lại lời của ông ba: mài rừng cho lắm cũng là trâu, chay mãn kiếp bỏ hầu ra khỉ. Có nghĩa rằng nếu như một cái người mà chỉ có che khẩu mà không có tâm chay tánh chay thì ông ba cho biết bỏ hầu ra khỉ. Quả hầu là con khỉ, mà khỉ thì ra khỉ. Có nghĩa là người thì tu ra người, bởi vì con khỉ nó có ăn mặn ngày nào, ngày nào mặn nó ăn chay mà. Mà khỉ thì vẫn là khỉ. Hoặc giả là con trâu con bò cũng vậy, mày xin cho lắm cũng là trâu, con trâu bò con mẹ nó ăn, nó có ăn mặn đâu. Con trâu con bò nó ăn chay mà, nhưng mà nó vẫn là trâu bò. Thì con người chúng ta cũng vậy. Nếu như hôm nay mình ăn chay mà mình không rõ tâm chay thì con người chúng ta ăn chay sẽ thành con người. Nó gọn nghĩa là không thành Phật được. Mà như con người sao nó cao hơn người trước, nó cũng có công đức đó. Nhưng mà cái công đức, cái đường giải thoát đi về bên kia thì lại là một vấn đề khác. Cho nên hôm nay ông ba mới biết thêm đó: tu biết thương vốn thì cái trường, tu tham của tu đường địa ngục. Có nghĩa là hôm nay chúng ta tu mà có một cái tấm tình thương yêu lẫn nhau như con một cha, thì đó chúng ta là cái người ăn cây trường đó, thật sự lắm cái trường. Còn nếu như mình ăn cái trường mà mình còn ghét chị này, còn hờn chị kia, còn ganh chị nọ, là chúng ta thua cái người ăn mặn cái đồng đạo à. Thua người ăn mặn mà thật sự mình nói như vậy nó thẳng nhau nghe đó. Bởi mình ăn cháy mình còn ghét còn hờn sao được, phải không đồng đạo? Cho nên mình phải nhận định đúng vấn đề này để chúng ta cố gắng thực hiện. Hầu đó ăn mặn thì sao cũng được hết, nhưng vì đang cháy rồi thì mình phải nhắc nhở chính bản thân mình, bởi vì đây là phương tiện. Như vậy thì nếu chúng ta hiểu lời Đức Phật thì mỗi con người chúng ta có bốn loại thức ăn. Thứ nhất là đoàn thực. Đoàn thực là thức ăn bằng vật chất đó, như cơm gạo nè, những cái vật thực hàng ngày đoàn thực. Nhưng mà còn ba món ăn còn lại gọi là tư niệm thực, rồi xuất thực, rồi thức thực. Cho nên chúng ta ăn chay trường thì mình mới có đòn thực chay. Nhưng mà tư niệm chúng ta chưa có chay, xúc niệm chúng ta chưa có chay, ý thức chúng ta chưa có chay. Cho nên Đức Thầy dạy chay được tánh chay tâm mới quý, là Đức Thầy muốn tư tưởng chúng ta cũng là chay, Đức Thầy muốn cái xúc cảm của chúng ta cũng là chay, Đức Thầy muốn ý thức con người chúng ta cũng là chay. Như vậy mới là tâm chay tánh chay. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì hôm nay chúng ta ăn bên ngoài là một phương tiện để mình nhớ rằng mình là người đang ăn chay, thì chúng ta phải có một cái tánh hiền lành, thương người. Cái tánh chúng ta phải đi theo một cái khuôn khổ lời dạy của Thầy, không có một cái sự hung tà bạo ngược ở đây, thì đó gọi là tánh chay. Như vậy thì giờ này để trở lại tâm chay tánh chay, thì tâm và tánh tuy rằng là hai nhưng là một thôi. Bởi Đức Thầy phân ra như vậy để chúng ta dễ hiểu, cho thật chất ra chỉ cần chúng ta có tâm chay thì coi như là chúng ta có tánh chay. Cho nên hôm nay muốn có được tâm chay thì mỗi đồng đạo chúng ta phải hiền lành, tâm mình phải thánh thiện. Hôm nay mình ăn chay là vì tình thương, tức là mình phải mở rộng cái dung lượng tâm mình ra. Hồi đó thương chưa ăn chay thì mình chỉ có thương vợ, thương chồng, thương con, thương cha, thương mẹ, thương anh em ruột thịt, thương bà con dòng họ mình thôi. Nhưng mà giờ này mình ăn chay mình có thương hết tất cả mọi người, thương hết tất cả nhân loại, thương hết tất cả muôn loài. Đồng đạo mà muốn đạt chỗ tâm chay đó thì đồng đạo nó thật sự một cái con mũi mà cắn mình không dám đập nữa đồng đạo. Mình nghĩ nó là Phật đó, mình không dám giết cái đó. Cái tâm mình phải là như vậy là tâm chay. Như vậy thì tâm chay cái chay đây là chúng ta phải điêu luyện một cái khối tình thương. Mình ăn chay ngoài cái việc thể hiện về cái tính giới luật của đạo, nhưng mà cái chủ yếu, cái chủ đạo bên trong là lòng nhân. Lòng nhân của mình, tình thương của mình. Mình thấy con gà, con vịt, con cá nó có linh hồn, nó tham sống sợ chết, cho nên mình không nỡ ăn thịt nó. Tôi nói nôm na quý vị thương nó như thương con mình vậy đó đồng lòng. Mà nhiều khi ở nhà chúng ta có nuôi các thú cưng đó, ví dụ như con chó hoặc là con mèo, mình thương như con mình đúng không?
Thì đó là cái tình thương đó đó. Cái tình thương đó là nó biểu hiện được cái tâm trai của mình ở đồng đạo à. Mà quý vị phải điêu luyện làm sao mà trong lòng mình nhìn con cá, mình nghĩ nó là con mình, nghĩ nó là Phật. Bởi vì tương lai nó có khả năng thành Phật mà. Thì lúc bây giờ chúng ta không có còn tư tưởng nào muốn ăn hết trơn. Thì đó nó thật sự là chúng ta đã ở chỗ là tâm trái, tâm trái. Còn nếu như giờ này mình đang ăn cháy, phải không? Mà mình gặp một con cá, ngửi một cái mùi thơm mà người ta chiên xào đó, nướng chạm mặn cái bên đó, lúc bây giờ mình muốn ăn thịt nó thì coi như chúng ta nổ vỡ cả một cái đời ăn chay mình. Vì vậy nên cũng có một số đồng đạo chúng ta ăn chay lâu rồi, mấy chục năm đó, nhưng mà đến khi cao tuổi rồi lúc bây giờ là thèm đồ mặn trở lại. Đấy, tức là thèm đồ mặn trở lại rồi buộc con mình, cháu mình phải làm đồ mặn cho mình ăn. Thì đó là cái trường hợp mà không đạt được tâm trái. Cho nên hiện nay trong đời sống của chúng ta, mình phải tập luyện, mình phải điêu luyện khối tinh thần của mình. Mình phải nhớ trong pháp biểu đàn kinh Đức Bổ dạy là muôn loài đều có đạo, chớ sát hội loài nào. Đức Thầy chúng ta dạy là giống thú kia là loài sông cầm, mà còn biết kiến tầm đạo đức, thú vật biết tu hành đạo đức, còn người sao thì biết không trọng. Mình nhìn một cái con vật thì đồng đạo phải nhớ lại lời Đức Phật: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, ta là Phật hiện tại, chúng sanh là Phật tương lai. Cho nên lưu ra một con mũi, một con kiến, vô tình mà giết nó rồi tội nghiệp lắm, phải không? Mỗi khi con mũi nó đeo vào tay mà lỡ mình vô tình mình trúng mặt, nhìn lại nó xì máu là niệm Phật liền, đi Phật lẻ đó, bởi nó chết rồi, phải không? Chứ đáng lẽ đuổi nó thôi, nhưng mà lỡ quơ nó mạnh còn chỉ là thổi nè cho nó bay đi. Thế bây giờ mình cũng biết kiếm ăn, nó cũng kiếm ăn, mà giờ này mình biết kiếm ăn, nó kiếm ăn mình giết nó thì làm sao được? Tôi nói ví dụ bây giờ với cô hình dung đi, chồng mình bữa nay đi cày đi ngoài ruộng nó để kiếm ăn, mà lỡ chồng mình bị tai nạn chết mình đau khổ không cô? Quá đau khổ. Hoặc là vợ mình bữa nay đi buôn bán mà lỡ bị tai nạn bỏ mạng thì mình rất là đau khổ. Thì các con vật nó cũng vậy đó, con muỗi hoặc là con kiến cũng vậy, trên đường đi kiếm ăn về nó còn nuôi vợ nó, nuôi con nó, mà lỡ nó bỏ mạng như vậy thì vợ con ở nhà đau khổ biết chừng nào, phải không? Đạo mình phải suy nghĩ điều đó, cái tâm mình phải nghĩ được điều đó mới là tâm trái, mình mới có một cái tình thương như vậy. Bởi vì đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức hiếu sanh, khoan hồng đại độ, tin tình thế đổi thay cho tấm lòng nhân thay đổi. Cho nên vấn đề này không phải một ngày hai ngày mà chúng ta có được sự thâm nhập gì đâu, mà mỗi đồng đạo chúng ta cần phải điêu luyện, nhờ lời Đức Thầy, nhờ cúng lại, nhờ công phu hành đạo, chúng ta dựa vào cái sự chúng ta đạt cái lý. Cái từ mà chay được tánh, chay tâm mới quý, đây là lý đạo. Mình dựa vào cái sự ăn chay mỗi ngày, rồi mình dựa vào sự cúng lại, cái sự giữ giới, cái sự niệm Phật, để cuối cùng chúng ta đúc kết lại có một cái tình thương như vậy. Cho nên muốn đạt ở chỗ tâm chay, tánh chay mà chúng ta thiếu ăn chay trường là không bao giờ đạt được lần đầu. Mình cũng ghe là một chút mình trình bày. Dầu đàn ăn chay trường chưa chắc hẳn là chúng ta có tâm chay, tánh chay, nhưng mà đồng đạo mà chúng ta muốn đạt là tâm chay, tánh chay mà chúng ta còn ăn mặn thì coi như là chúng ta cũng là bỏ bỏ luôn đồng đạo. Mình còn ăn mặn sao tâm chay, tánh chay, phải không? Làm sao mà đạt được những cái mà tôi vừa đưa ra những cái thí dụ ví dụ bây giờ như vậy. Cho nên hôm nay muốn đạt được tâm chay thì cái căn bản, cái cơ bản đầu tiên phải ăn chay trường, cái khẩu chay trước đi. Tâm chay nằm ở trong khẩu chay đó, mà khẩu chay không có thì làm gì có tâm chay. Không, đồng đạo mình phải nhận định đúng vấn đề này để chúng ta từng bước chúng ta tiến hóa. Như vậy thì qua bốn câu giảng mà thầy dạy chỗ này, tức là đạo mà biết mùi thơm bát ngát, đứt bụi trần mặn lạc ấy ấy, chữ nam mô trì giải giữ chay, chay được tánh chay tâm mới quý. Vậy thì qua bốn câu giảng này thì cái đại đệ nhất là giờ này không ngoài một chữ biết. Cái chữ biết là gì? Chữ biết là tri. Mà ngày xưa ông Thành Hội được lục tổ Huệ Năng dạy là tri tri nhất tự chúng diệu chi môn. Chỉ cần một chữ tri này thôi bước được vào cái cửa màu nhiệm. Bởi vì cái chữ tri, chữ tri phía bên đây viết thêm một cái chữ nhật đó, thì thành cái chữ trí. Cho nên chữ tri mà cộng thêm ánh sáng mặt trời là thành chữ trí. Chữ tri là chữ tri là gần chữ trí đồng đạo. Chữ tri là biết đó. Như đồng khác là dạy ai biết tri thì phải cứ làm. Tức là Đức Thầy viết cái chữ biết viết chữ tri nữa, tri nghe chứ không phải là chi. Cho nên là hai cái chữ tri, chữ biết cũng là tri mà chữ tri cũng là tri, cho nên là biết trong cái biết. Đồng hành đơn giản, cho phải làm việc chi chi ai cũng làm gì làm, không phải.
mình đừng nhìn nhận lầm từ ngữ của thầy dạy trong các bài tập giải. Như vậy thì nội hàm chính yếu của bốn câu giảng này, 28 chữ này không là chữ trí. Chỉ cần chúng ta biết hôm nay mình theo đạo thì thứ nhất là phải biết giảng thầy, biết thách ngôn luận thầy dạy. Hôm nay chúng ta theo đạo thì mình phải biết danh lợi giàu sang là giả tạm. Kính thưa đồng đạo, lợi danh chớp nhoáng như luồng gió, thấy đó rồi đâu vẫn mất liền. Đức Phật thì dạy thế gian này là của năm nhà, còn theo tôi thế gian là của sáu nhà. Thứ nhất là của nhà lửa, thứ hai là của nhà bị con cháu phá tán, thứ ba là của nhà bị phân bị xuống cống, rồi thứ tư là của nhà bị giặc cướp, rồi thứ năm là của nhà bị là lũ lụt chúng tôi, thứ sáu là của nhà bị chiến tranh. Bởi nhờ chiến tranh Trung Đông mình mới ngộ được một cái nhà nữa là sáu nhà đó. Mình mới nhận định thế gian là sáu nhà. Cho nên hôm nay chúng ta đừng có mà phải có đeo đắp cõi trần giả tạm này. Dầu rằng chúng ta có giàu có cả nào, nhưng đồng đạo nhớ là Đức Thầy dạy, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Đó là biết đồng đạo. Biết về phương diện nhận thức, rồi từ phương diện nhận thức này, hôm nay chúng ta phải biết rằng hôm nay mình quy y là mình phải giữ giới, mình phải ăn chay, đó mới đúng nghĩa từ quy y. Hôm nay chúng ta phải biết rằng hôm nay mình niệm Phật là cầu vãng sanh. Mà nếu muốn cầu vãng sanh được kết quả thì chúng ta phải dứt trừ điều ác. Muốn dứt trừ điều ác thì chúng ta phải giữ giới. Niệm Phật giữ giới là chúng ta đang làm lành, mà niệm Phật phạm giới là chúng ta đang làm ác. Hôm nay chúng ta niệm Phật là cầu sanh về tịnh độ, mà trong khi đó mình không ăn chay thì lúc này mình vừa cầu sanh vào tịnh độ. Một ý là cầu sanh vào tịnh độ, ý khác thì chúng ta muốn ở đây hoài, bởi mình còn nợ mạng thì trả mạng thôi, chứ làm sao chúng ta đi được. Cho nên hôm nay các bạn bây giờ là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi bò sen. Do đó mình phải nhận định đúng. Nếu muốn biết niệm Phật, cái người mà biết niệm Phật thì cái người này phải giữ giới, cái người này phải ăn chay. Cái người mà biết quy y là cái người này phải giữ giới, cái người này phải ăn chay. Và cuối cùng các thầy mới nâng dần cái tiến trình thành đạo của chúng ta. Ngoài vấn đề chai khẩu bên ngoài thì Đức Thầy phải dạy chúng ta phải có một tình thương. Cái tình thương mà Thầy dạy đây là tình thương nhân loại đại đồng. Tình thương mà Thầy dạy chỗ tâm chai tánh chai là tình yêu mà chẳng đi ngay cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Tình thương này là không còn ranh giới nào đâu. Mình và các loài thú cần sinh hoạt vốn dĩ là chúng sanh, chúng ta nhớ kỹ, vốn dĩ là chúng sanh. Nhưng mà do cái nghiệp lực mình được may mắn thành người, còn các loài khác nó không may mắn bằng mình, nó thành một con gà, một con vịt. Rồi các loài khác nó không may mắn bằng mình, nó thành những cái con cá. Rồi các loài khác nó không may mắn, nó thành những cái con là phải cỏ sâu, con bò, con mũi. Nhưng mà tất cả đều có Phật tánh. Mà Đức Thầy dạy là các chúng sanh đều có như ta. Cho nên cái từ mà các chúng sanh đều có như Đức Thầy của mình thì con gà, con cá, con mũi và con người đều có cái giống như Đức Thầy của mình. Muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào như tôi nhắc hồi nãy. Cho nên mình phải nhận định điều đó. Mình khi nhìn nó, mình cảm nhận nó là Phật, thì chúng ta phải có một cái cách nhìn rộng rãi. Và cách nhìn phải nói rõ là gần như là tình thương dạt dào trong muôn loài chúng sinh. Thì nếu như đồng đạo có đạt được cái tư tưởng này thì coi như là chúng ta vừa đoàn thực chay, chúng ta cũng có tư niệm chay, chúng ta có xúc chay và chúng ta có ý có thức chay luôn. Có nghĩa là chúng ta cái gì cũng chay hết. Chữ chay là biểu tượng cho lạnh, biểu tượng cho sự bình đẳng là chay đồng đạo. Mình muốn sống thì mình giết người ta là coi như bất bình đẳng, chưa có chay, phải không đồng đạo? Cho nên mình nhận định điều này để rồi mỗi đồng đạo chúng ta trong cuộc sống hiện tại, tôi và quý vị mượn với chúng thầy để làm kim chỉ nam, để rồi chúng ta niệm Phật làm lành và chúng ta chay giới tinh nghiêm. Để rồi đến ngày cuối cùng, cái nghiệp cũ thì chúng ta lo trả, nghiệp mới thì chúng ta không vay. Nghiệp cũ trả xong, nghiệp mới không vay, thì coi như đến ngày cuối cùng tất cả đồng bào chúng ta mới đạt được như lời Đức Thầy dạy, đó là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện của mình. Thì đến đây chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình. Trong cái quá trình chia sẻ thì không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định, cũng ngưỡng mong với đồng đạo niệm tình lượng thứ và phổ biến thêm. Thì cuối cùng chúng tôi rất là kính cảm ơn ban tổ chức, nhất là đồng đạo trưởng ban cũng đã có gọi mời và sắp xếp ngày hôm nay.
thì chúng tôi được trở về đây gặp gỡ tất cả quý vị. Thì cũng cảm ơn tất cả các ban trị sự, nhất là đồng đạo giáo lý viên Lê Thị Ngọc Nga, thì cũng đây cũng là quê hương của mình, thì hôm nay cũng về đây để tham dự. Cảm ơn tất cả quý đồng đạo xa gần. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng thực hiện đúng theo những gì là Đức Thầy dạy, tức là tỉnh ngộ, đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê suy nghiệm lẽ quyền thấm, mau chân bước đến Long Hoa Hội chầu Phật và vui cõi đại đồng. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.